Hello dòng người, hôm nay thì mình chia sẻ cho một cái mẹo để bạn có thể get key được code ở trên iOS nhé. Hiện tại thì code nó sẽ bị lỗi, get key ở trên Android các bạn get key thì mọi người trên iPhone, trên iOS các bạn get key thì nó sẽ bị lỗi. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để get key được thì các bạn sẽ bấm vào chữ copy cho mình. Đó, bấm vào chữ copy key nhá. Sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình bằng cái trình duyệt Google Chrome hoặc là Công Cốc. Mình sẽ demo thử cho anh em xem nhá. Mình sẽ sử dụng Công Cốc này. Và mình get key thì đến bước tiếp theo thì nó sẽ bị lỗi này, các bạn vào nhé. Đó, mình sẽ vào cho anh em xem. Đó, bước này thì thỉnh thoảng nó sẽ bị lỗi như này đúng không, hoặc là các bạn không thể mở được luôn. Thì để khắc phục được cái lỗi này rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ copy cho mình cái link key, sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình gửi sang một cái máy Android. Đó, các bạn copy cái key và các bạn gửi sang cái máy Android đây, cái link key đây, mình copy sẵn cái link key này rồi. Thì các bạn lưu lại cái link key này nhá, để thỉnh thoảng nó bị lỗi, thỉnh thoảng nó không cho bạn copy luôn thì các bạn vẫn còn cái link này và các bạn gửi sang cái máy Android cho mình. Đó, mình đã chuẩn bị sẵn một cái máy Android ở đây rồi. Và mình sẽ vào cái máy Android này. Đó, mình sẽ copy cái link key này. Các bạn copy cho mình link key này nhá. Copy này. Và các bạn sẽ mở cho mình bằng cái Google Chrome. Sau đó thì các bạn dán cho mình cái link key vào đây. Đó, dán cho mình cái link key vào đây nhá. Dán vào và các bạn sẽ tìm. Đó, các bạn làm theo cái video của mình thì chắc chắn các bạn sẽ get key thành công 100%. Đó, iOS thì nó sẽ chặn không cho các bạn get key đâu. Nó sẽ lỗi hoặc là nó sẽ bị bất kể một cái lý do nào đó khiến cho các bạn không get key được. Nó không cho các bạn copy luôn. Thì khi mà các bạn copy được thì các bạn nhớ lưu lại cái key cho mình, lưu sẵn lại cái key cho mình nhá. Và khi mà các bạn đã có cái key rồi thì các bạn get key nó rất là đơn giản thôi. Các bạn get key trên thiết bị nào cũng được. Đó, ví dụ như cái máy này của mình đang get key trên Android đây. Mình đang gửi sang một cái máy Android khác để mình get key. Nhưng mà khi mà mình get key xong thì cái máy iPhone này của mình nó exit. Đó, tại vì nó là cái key của cái iPhone mà. Đó, mình vẫn chơi được bình thường. Bây giờ thì mình sẽ vào mình get key cho em xem. Get key ở trên Android thì nó sẽ hơi nhiều quảng cáo một chút. Tại vì chính vì cái iOS này nó bảo mật cao cho nên là nó sẽ bị chặn get key. Đó, nó đóng tất cả những cái quảng cáo khiến cho cái nhà sản xuất, cái người sản xuất ra cái codec này họ không có thu nhập. Thành ra là họ chặn luôn get key ở trên iCodec cho các bạn không chơi được. Bắt các bạn phải get key bằng cái trình duyệt Android. Đó, đây là một cái mẹo để các bạn get key thôi. Ở cái bước này thì rất đơn giản rồi đúng không? Các bạn sẽ bấm vào Firefox cho mình. Các bạn sẽ bấm vào get codec cho mình. Đó, tại đây nếu như nó hiện lên cái quảng cáo thì các bạn sẽ bấm skip. Còn nó không hiện quảng cáo thì các bạn sẽ bấm vào nút dao cam cho mình. Các bạn sẽ bấm remote cho mình. Đó, nó nhảy sang cái trang mới, các bạn tắt đi. Các bạn quay trở lại cái trang này. Ở cái bước này các bạn muốn fix được cái số 2 và số 3 thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ bấm vào cái link này. Các bạn tìm lại cái link này cho mình. Thì nó sẽ tự động vượt qua luôn cái bước thứ 2 và bước thứ 3. Các bạn nhìn nhá. Đó, nó sẽ vượt qua luôn. Bước này các bạn làm lại, bấm vào Firefox cho mình, bấm vào get codec. Đó, như vậy là mình đã vượt qua được. Các bạn thấy không? Đơn giản không? Đó. Như vậy là nó đã tích mục đỏ vào mục số 1 này. Bây giờ mục số 2 các bạn làm tương tự, các bạn bấm vào thì nó sẽ mở sang một cái trang mới. Các bạn nhanh tay các bạn tắt nó đi. Các bạn quay trở lại cái trang này, các bạn bấm hủy. Nó cũng nhảy sang một cái trang mới đúng không? Thì ở cái bước này các bạn đợi nó nhá. Các bạn sẽ bấm vào cái thông báo cho mình, bấm vào cái thông báo, sau đó các bạn tắt nó đi. Các bạn quay trở lại, các bạn sẽ đợi cho mình khoảng 20 giây, 20 đến 30 giây thì nó sẽ tự động tích V vào cái thông báo, sau đó thì nó sẽ tích V vào cái unlock content là các bạn sẽ mở khóa đọc nội dung. Đó, nói chung là bây giờ các bạn muốn chơi được trên iOS thì các bạn sẽ phải get key nó hơi lằng nhằng một chút, tại vì cái iOS này nó bảo mật cao, nó đóng tất cả những cái quảng cáo, đóng tất cả những cái phần mềm bên thứ ba, những cái trang web bên thứ ba, khiến cho cái nhà sản xuất ra cái codec này họ không có tiền, không có thu nhập. Bởi vì mỗi một lần các bạn get key là cái người làm ra cái codec này họ có tiền này, các bạn phải xem những cái quảng cáo của họ và họ có tiền. Nhưng mà khi các bạn sử dụng iPhone thì nó chặn hết quảng cáo, thành ra là codec không có tiền và họ chặn luôn get key trên iPhone. Đây là cái mẹo để các bạn get key trên iPhone nhá. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào unlock content này. Đó, bước tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái mục này cho mình. Các bạn nhớ cho mình nhé, khi bấm vào thì nó sẽ hiện quảng cáo. Các bạn nhanh tay các bạn tắt đi. Nó sẽ hiện hai lần nhé. Ôi, sorry mọi người, mình bấm nhầm trang. Đó, ở cái bước này các bạn làm tương tự này. Mình đang ở check 3 rồi này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chuông. Đó, thì nó cũng mở sang trang mới, các bạn nhanh tay các bạn tắt đi. Các bạn quay trở lại cái trang này. Và các bạn sẽ đợi cho mình 20 giây, 20 đến 30 giây thì nó sẽ tự động tích V. Sau đó thì unlock content là các bạn sẽ mở khóa nội dung, là các bạn sẽ get key thành công 100%. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ đợi nhá. Cái bước này thì các bạn sẽ không cần phải làm bất cứ một cái gì cả. Các bạn chỉ cần đợi thôi, đợi đủ cho mình 20 giây, 30 giây hoặc là tùy thời điểm. Miễn sao là nó cứ tích V vào mục số 1 và tích V vào cái unlock content là được. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào unlock content cho mình.
Đó, như vậy là mình đã get key thành công này. Các bạn thấy không? Mình đã get key thành công nhá. Bây giờ thì các bạn chỉ cần vào các bạn chơi thôi, các bạn mở cái phiên bản này lên là các bạn đã sử dụng được cái codec ở trên US rồi. Các bạn nhớ là các bạn phải lưu lại cho mình cái link key này nhá. Cái link key này của các bạn nó sẽ không thay đổi. Nó vĩnh viễn nằm ở trên cái thiết bị của các bạn. Cái link key này là cái link ở trên máy luôn và không bao giờ nó thay đổi nhá. Thì các bạn lưu cho mình là các bạn muốn sử dụng cái codec này thì các bạn lưu cho mình cái link key này và gửi sang cái máy Android. Khi nào nó hết key thì các bạn vào máy Android, các bạn get key, sau đó các bạn vào codec các bạn chơi là chắc chắn sẽ được. Ok, đến bước này thì cái video của mình nó khá là dài rồi thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem, một cái yêu cầu nhỏ nhoi như thôi. Còn bây giờ thì ok, bye, chào mọi người.